Từ ngày hến đi làm, nhìn khác bọt hẳn, có mông, có má, có đường cong, đường queo, chỗ lồi, chỗ lõm chứ không nhăn nheo như mái xè. Đi làm có bạn, có bè, có đồng ra đồng vào, tâm lý thoải mái hơn thì phải khác chứ. Hến quyết định như thế là đúng đắn đấy. Chứ cứ ở nhà loanh quanh xó bếp rồi sống phụ thuộc thì cuộc đời bế tắc lắm. Dồn đến chân tường thì phải trèo tường thôi. Giá mà ngày xưa tôi quyết liệt hơn thì khéo bây giờ đã sở hữu hến trong tay. Tôi vẫn tiếc nuối bao ngày hến ơi. Nói làm gì đến chuyện ngày xưa, nghĩ về ngày mai đi. Coi như là mình có duyên mà không có phận. Anh Sò, anh làm sao mà cứ gầm gừ thế? Tốt nhất là từ mai cô ở nhà không làm ăn gì cả. Không có đâu bé ơi, em đi làm kiếm tiền lo cho con ăn học chứ có đi đánh đĩ đâu mà anh cấm. Chả biết ma ăn cỗ lúc nào đâu, ra ngoài gặp dai mắt cứ dài ra. Đàn bà các cô đi công ty công hòn là dễ được cái lắm. Có phải ai cũng như ai đâu, anh phải tin em chứ. Này, cạp còn chẳng tin nổi quần thì thằng này chẳng có đần mà tin cô. Trên đời này chả tin bố con thằng nào hết. Chồng mà không tin vợ thì là của nợ chứ báu gì. Em nói cho anh biết nhá, một khi mà đã lăng nhăng thì có chẳng xích buộc dây thì em đây vẫn bung ra. Còn khi mà đã chung thủy mặn mà thì giai đẹp có dâng tận mõm cũng coi là rác rơm. Cô đừng có ngụy biện. Vừa nãy tôi còn thấy cô ôn chuyện ngày xưa với cái thằng Ngao. Không nói nhiều, tốt nhất là ở nhà. Thời đại bình đẳng rồi anh ơi. Anh làm chồng tôi chứ không phải bố đời mà bắt phải thế này thế kia. Không có đâu. Cô được của nó đấy, bật cứ tanh tách. Tự nhiên mình lại thấy nhục dần đều. Nhớ đấy. Sạch đây rồi. Anh ơi, em bảo anh này, hôm nay mưa gió mua ít thịt cầy được không? Cầy bừa cái gì? Lấy nước mắm chan cơm mà húp. Tiền là phải gom góp mới có tấm có mỡ, chứ có phải lá mít đâu mà tiêu vớ vẩn em. Thì thoảng cũng phải có tí tươi tươi chứ. Nhà người ta thì chim trời cá biển ngập mồm, nhà mình thì hôm nào cũng tép tôm rồi rau vườn. Cô sao nhà người ta mà ở? Ở với tôi ấy, bảo sao nghe vậy? Đừng có cãi. Tôi nói cho cô biết, phụ nữ các cô muôn đời về nhì, thế nên đừng bao giờ lầm lì, nhớ chưa? Nhẹ cái răng ra. Bác Hầu quyền lực ghê, nói câu nào vợ nghe răm rắp câu đấy. Chú sợ đi à? Tôi nói chú nghe, làm cái thằng đàn ông là phải cứng, mềm nhũn ra là hỏng ngay. Còn vợ em dạo này nó ăn nhiều tôm hay sao mà cứ bật tanh tách cả. Nhiều khi thấy mình hơi đuối. Như thế thì chú phải chấn chỉnh đi. Bản lĩnh vứt xó bếp rồi à? Không thể láo nháo pháo ăn xe được, lăng nhăng vớ vẩn múc luôn.
Thế cái thằng sỏ chồng mày nó đi đâu rồi? Con chả biết được nữa. Vừa nãy thấy vùng vằng rồi đi ra ngoài cổng rồi. Vợ chồng chúng mày có chuyện gì thì đóng cửa ra đường mà bảo nhau. Đừng có lục đục cãi vã kẻo lại sứt thau mẻ nồi. Cái lão nhà con ngang như cu ấy, lúc nào cũng tỏ vẻ bề trên, rồi bắt phải thế nọ thế trai. Thế hả? Thời đại mới rồi, cần thì cứ vùng lên. Mình làm vợ chứ có phải ở nợ đâu con. Nhớ là tự chủ, độc lập, tự do. Ok. Đây. Con lại cho mẹ mấy đồng mà ăn quà. Mẹ ơi. Thôi con cất đi. Không thằng chồng mày nó nom thấy lại đau đầu. Tiền con làm ra, làm những việc chính đáng thì ai nói được gì. Mẹ cứ cầm đi. Thế mình lại xin. Lần sau cứ thế nhá. Anh Sỏ đi dạo phố về đi à. Thôi hai vợ chồng vào tâm sự đi. Tôi về nấu cơm kẻo tối. Thôi, mẹ ở đây ăn cơm luôn. Thôi, cơm nhà anh đắng lắm. Tôi về. Này, cô vừa rúi rùi gì cho bà cụ thế? Em vừa cho mẹ mấy đồng mua trầu cau. Cô bây giờ thì giỏi quá rồi. Làm cái gì cũng không cần hỏi ý kiến tôi. Việc trọng đại gì mà phải hỏi với Han. Này, tôi nói cho cái mặt cô biết. Cô ở nhà tôi, là vợ tôi, thì tiền cô kiếm ra cũng của tôi. Thế nên cô dùng gì tiêu gì cũng phải hỏi tôi, nhớ chưa? Anh quỳ xuống cho em lạy cái. Ai cho anh cái quyền ấy thế? Thì bác Hầu bảo thế. Anh nghe bác Hầu ấy, thì sang nhà bác Hầu mà chung gối chung chăn. Thời đại văn minh rồi, cũng phải vểnh cái tai, mở to cái mắt ra mà học điều hay lẽ phải. Phụ nữ chúng em cũng cần có tự do tự quyết trong những hành động của mình. Đàn ông các anh đừng có gia trưởng làm gia đình rối ren. Ngẫm cũng phải. Từ nay tôi không lải nhải được chưa.